đêm trên sông Hương quý vị ơi. Đây là đang đi du thuyền. Đây là cầu Tràng Tiền. Đây. Trên sông Hương rồi này. Đẹp ha. Đang ngồi chờ mấy cô gái hơi hát cho nghe quý vị. Kim tiêm hiệu hiệu của người dùng, sông Hương là một chợ
giữa dòng sông mà. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
không có cừ nè. Ui, cừ ca ta ca không được đó. Đừng có cừ, cừ trọng đừng có cừ ta ca không được đó. Tiếp luôn hay vậy? Cầm dùm cái tôi dặn bông ra. Cầm bông em chứ. Đang quay cái gì? Em quay dùm em. Nó biết không? Hả? Cầm bông nó có chụp hình không? Không có chụp hình anh ta. Có tôi có chịu chụp hình. Có ra chụp máy nè, máy mình. Thôi tôi đương nhiên rồi, một ngày rồi.
bốn cô kìa, con người đàn nữa kìa, cô đàn nữa kìa, là bốn cô nha bạn, cô kỳ đó, hai anh kia nữa kìa, hai anh kia mà không tặng là hai hết lên tàu á, là phải tặng đều ba cô, bốn cô, năm người, hết mấy anh kia rồi mới khách bằng vậy. Rồi thả đi thả. Ấy. Rồi thả đi Thịnh ơi. Nè. Quay quay cái mặt lên cái coi. Thịnh. Rồi quay cái mặt lên. Rồi. Rồi lên.
xuống hả? Nhà cầu gì được? Đây là thả đèn hoa đăng trên đầu rồng sông Hương. Ngồi xuống coi. Ai đây, Vinh, Vinh ngồi xuống coi. Vinh, Vinh, Vinh qua đây chụp cái hình đây, qua đây vô xin cái coi. Trả người chút lên trả tôi 10.000 được rồi. Xin chào ngoại. Đây thả đèn hoa đăng. Rồi. Đây, đây đang chờ đợi thả đèn hoa đăng ở trên sông Hương đây. Nguyên những cái những thành viên trong đoàn. À, cầu cho gia đạo được bình an khỏi bệnh corona. Có hai đồng đạo này nè. À, giấy đừng cho nhiễm Covid. Thank you.
công em là chủ cố. Đấy là hai đứa mình đến đây ho già giàu rồi ăn ở ngoài. Thank you.
tràn tiền. Trang Tiền ở Huế. Thấy nữa hả? Không thấy cái cầu đèo phố quay. Đây. Cầu Trang Tiền 6 vải 12 nhịp rồi. Nó xe nhà đi á. Anh hai rồi đi. Công nhận nó gắn đèn đẹp quá. Ở trong mình không dám gắn đèn chứ. Ban đêm ở Huế đây, đây là cầu Trang Tiền. Có 10.000 không? Nè nè, cho 10.000 cái bút cho bà mà cụ ra 10.000 cái dùm đi. Ban đêm ở Huế quý vị, cầu Trang Tiền. Nhí, con xách giúp cái bị gì mốc ra. À, cái xăng này cầm xăng không quay. Quá đẹp. Nước sông Hương nè quý vị. À, buổi tối ở Huế, cầu Trang Tiền. Con đèn nó chuyển đủ màu ấy chứ. Công nhận là đúng là Huế mộng Huế mơ thì đó nha. Huế mộng mơ, Huế lên thơ. Huế đâu là cả tập đi đi nha. Cái gì? Là sao? À biết rồi, cảm ơn. Công nhận quá. Cầu liền đèn đốt sáng trưng. Cầu đổi màu liên tục. Wow. Ở đây là sông sông Hương quý vị, sông Hương Hương ở Huế. Đây là sông Hương. Ai chào
ai về là về. Những sông hương còn vương tình. Đây là quý vị, là quý vị thiền rồng ở ở sông đây đó, thiền rồng đó. Đó, thuyền rồng là những người phụ nữ, người phụ nữ Huế, người ta sẽ ở dưới sườn rồng này, người ta ca cho mình nghe nè quý vị. Đây, hai bờ, hai cây cầu. Nhưng mà cái cầu bên đó là cách sau này, còn đây là cái cầu mà cao cầu cái gì vậy? Cầu Tràng Tiền, 6,12 nhịp nè quý vị. À, thấy đoàn nặng đang từ từ ngắm cảnh. Ở bên kia đấy quý vị thấy đó, bên đó là chỗ tàu nè, đây là hay là chỗ tàu để cho bà con mình đó xuống đó để nghe những người cô gái Huế ca đó quý vị. Quá là đẹp đó. Nó tốt bên kia đèn sáng sáng bên kia đó quý vị, đó là những chiếc tàu để mà chở những cái khách hành hương về đó để mà xuống đó thì nghe mình nghe những cô gái Huế ca đó. Đây, đây là những chiếc tàu trên sông Hương đó, thả hoa đăng đó quý vị, đó đó thả hoa đăng đó đó, ta thả hoa đăng đó nó đó. Đẹp không quý vị? Ở trong sông Hương quá nên thơ mơ mộng như người xứ Huế thường diễn tả đó. Cầu này thì nó cũng bình thường thôi, nhưng mà nó có cái lịch sử rất là lâu đời, thời kỳ phát thuộc đó quý vị. Nhưng mà sau đó thì nó cũng bị hư sập, sau đó bây giờ nhà nước chúng ta tu bổ và sửa chữa lại, giờ nó cũng rất đẹp như xưa. Hay những thành cầu rất là bự. Đây đó, đang thả hoa đăng nè quý vị. Nó cầu để chiếu sáng đèn dữ dằn không. Nó bên xa xa bên kia là những cái tàu để chở những người khách hành hương, người ta sẽ lên tàu này, ta nghe những người Huế ca cái gì. Đây, đây chiếc tàu đây. Đây chiếc tàu để chở những người cô gái Huế ca trên này đây quý vị. Ngày mai chúng ta sẽ đi. Hôm nay chúng ta đi diễn ở cầu Tràng Tiền, rồi ngày mai chúng ta mới xuống tàu này. Nó quý vị, nó những cái người dân thập phương, khách thập phương đang ngồi trên đây nè,
là những cô gấu ghế ca, rồi mình sẽ lên tặng bông tặng hoa đó gì đó, thuyền rồng. Liên tục đây, phái đoàn của mình từ từ ở xa tiến lại đó. Đèn quá sáng. Được á, ở trên cầu còn đi cắt quớt lên kìa. Hay là đại đỉnh. Xin chào mọi người. Tối đây đoàn chúng tôi dí cầu Trường Tiên. Cầu Trường Tiên. Ôi đây chú Tà đó, chú Tà gì nữa kìa. Mà đi đó. Ôi không, tiền dòng mà đâu ấy. Để mình đi đó đó, xong hướng, đi lên chảnh ca hát. Biết rồi, nhưng mà có tàu đó nó khác hơn mấy tàu kia. Cái này khác gì á. Nó từ từ kiểu gì đó. nó đậu bên đó đúng không? Bên đó là nhà hàng đúng không đó. Đó. Ở bên kia cũng có cái cầu hay gì được kìa. Ở bên kia cũng có cái cầu nữa kìa. Ờ là cái gì? Thuyền rồng nè. Ủa sao tiếp thuyền rồng này không thấy ai ca hát dưới chưa? Chở khách xong rồi đó. Ờ vậy hả? Đây, hôm nay đi vô Đại Nội Kinh Thành Huế đó quý vị. Ôi, ít à. Giống trong phim quá, quá trời cái đường hầm à. Trời ơi, công nhận xây cái này đẹp thiệt á. Đây này là vô trong thành nè quý vị. Vô kinh thành Huế. Đây là Đại Nội Kinh Thành. Đây là quảng trường. Có cây cờ. Xanh quảnh, xanh loanh Đại Nội là buổi tối bằng đêm nè, quá đẹp ơi trời ơi. Đẹp luôn. Kinh Thành, Đại Nội Kinh Thành. Hello. Xin chào. Ajinomoto. Oh, oh. Chỗ này là cái vu tiến quá chá, cung đình Huế ngày xưa. Cái điện thoại anh đã chế rồi.
vô đó là phải vô tiền đó. Vậy hả? Quá sáng, cậu dẫn sáng như mắt mèo vậy. Thành công Đại Bác ở trên này nè quý vị. Ồ mà có lên đó không ta? Hả? Lên chỗ Thành Công Đại Bác đó đó. Lên được không em cũng không biết nữa. Vì hồi tao với đứa nói lên được mà. Ờ lên được mà, hình như có người lên chỗ chụp hình được á. Nói việc cho, việc cho. Ồ qua cái quảng trường nó hết sức rộng không? Hồi xưa là cho công chúa với thái tử rồi dẫn chơi đây quá. Đây, tới vô kinh thành. Ồ quá đẹp. Đây, đi vô đây, đi vô đây, đi vô đây. Vô được hả? Cái nhà ta. Ủa? Không toàn hay gì vậy? Ôi, vậy là vô chầu vua không phải chuyện dễ đâu nè. Đây xanh quanh nè, mấy bờ hồ nè. Đây cầu. Ủa? Đi vô. Đi vô cung vô vua. Kìa. Cái này ông đi vô mình từ đó luôn đó hả? Ô, mệt à, phải chửi tao không ghé vô đó. Dễ tao phải đi về, tưởng đâu đi về, nhà, đi về chỗ ai vậy? Tiền ơi, từ nay giờ tôi nói không biết gì nó đâu mất tiêu rồi. Ờ, giờ cậu đó ở đây tôi điện. Đứng men gì quay chiếc dưỡng. Ai? Đẹp trai. Không còn đẹp gái nữa cưng. Đẹp trai không nhớ. Thôi mà nói chuyện gì là chết ngủ cô. Rồi sao đâu, thì nó thằng Giang đẹp trai mà. Chém bà đường cô đâu. Đại nội kinh thành vua đây quý vị. Đó, đây là quảng trường. Bà tử mà, đó, kêu bà đi, tôi nói tiền tôi không phải là tiền để đi khách luôn. Bà thấy như tao đi bộ. Ra thải của chung. Đại nội cung vua. Rồi sao giờ vô được đây?